Trường Giang tiết lộ sẽ làm điều sốc khi gặp người yêu cũ. Trong chương trình Nhà trọ Destiny, Trường Giang đã có câu trả lời khi khách mời đặt câu hỏi về tình huống gặp lại người yêu cũ. Trong chương trình Nhà trọ Destiny tập mới nhất, Trường Giang có những khách mời tham gia, song Luân, Phát La, Chí Thiện. Khi khách mời cùng bàn về người yêu cũ thì Chí Thiện đã đặt câu hỏi cho Trường Giang: nếu anh gặp người yêu cũ trên đường thì sao? Trước câu hỏi của đàn em, Trường Giang chia sẻ: tôi bây giờ đã có gia đình rồi, từ khi có gia đình tôi bình thường với mọi thứ. Nếu có gặp thì tôi vẫn chào hỏi, sau đó tiếp tục với công việc của mình. Nếu trên đường vô tình thấy nhau thoảng qua, tôi cũng gật đầu một cái với người ta rồi tôi đi. Việc mình từng thương hay từng ghét không quan trọng bằng hiện tại. Hiện tại gia đình mình luôn là số 1. Chia sẻ của Trường Giang cho thấy Nam Danh Hải đang lựa chọn sống hướng về gia đình, về hiện tại. Trước đó Trường Giang từng cho biết sau khi kết hôn, định nghĩa về gia đình và hạnh phúc trong anh có sự thay đổi. Theo Trường Giang, trong cuộc sống luôn có những thăng trầm, nhất là trong cuộc sống vợ chồng. Sau khi trải qua mọi thứ cùng nhau, anh đúc kết để giữ gìn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì vợ chồng phải biết lắng nghe, chia sẻ, tha thứ cho nhau. Trường Giang cũng tiết lộ kể từ khi anh kết hôn, anh và bà xã Nhã Phương cũng vì nhau mà thay đổi tích cực. Là con người nhân vô thập toàn, không có ai toàn vẹn, nên sẽ có những lúc người ta phạm phải nhiều sai lầm, sẽ có những lúc nóng tính, muốn người phải phục tùng. Những lúc như vậy, vợ chồng phải nhịp nhàng, người lên kẻ xuống chứ ai cũng đùng đùng thì rất dễ tan. Về phía Nhã Phương, cô nhiều lần lên tiếng khen ngợi chồng là người chu đáo, biết quan tâm tới gia đình. Tôi chỉ cần ở nhà chăm con, lo cho con khỏe mạnh, giáo dục con văn minh nhất. Bây giờ tôi nịnh con nhiều hơn nịnh chồng. Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, nhưng tôi chẳng làm gì được cho anh Trường Giang. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc. Họ luôn tay trong tay xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Trường Giang và Nhã Phương hẹn hò sau khi đóng cặp trong phim 49 ngày. Sau 3 năm hẹn hò, tháng 9 năm 2018, cả hai chính thức về chung một nhà. Gần đây, Trường Giang và Nhã Phương liên tiếp vướng vào scandal trong live stream của nam em, nhưng cả hai vẫn lên tiếng, không lên tiếng và vẫn giữ im lặng.